Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em vào buổi học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài ngày hôm nay, đó là chủ đề 6, Thế giới Novo của em. Bài 2, Thủ tục trong Novo. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 101 để bắt đầu bài học nhé. Mục tiêu bài học ngày hôm nay như sau. Thứ nhất, giúp các em hiểu được khái niệm, cách viết và cách lưu lại thủ tục trong Novo. Thứ hai, giúp các em viết, lưu lại và sử dụng được một thủ tục đã lưu trong Novo. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau vào hoạt động đầu tiên của bài học. Một, thủ tục là gì? Thủ tục là một dãy các thao tác được thực hiện theo thứ tự để hoàn thành một công việc nào đó. Giống như các em, mỗi khi các em đến trường vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần, thì chúng ta có thủ tục là chào cờ. Vậy, thủ tục trong Novo có cấu trúc như thế nào? Thì ta chuyển sang phần 2. Thủ tục trong Novo. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau xét ví dụ. Thủ tục tam giác được viết bằng lệnh của logo. Các em quan sát trên màn hình nhé. Thủ tục trong logo được viết tu tam giác ribita mở ngoặc vuông FD100, RT120, đóng ngoặc vuông, N. Chúng ta cùng nhau đi phân tích mục này nhé. Đi phân tích mục này. Các em dễ dàng nhận thấy thủ tục tam giác gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, đó là tu tam giác. Tu là từ bắt đầu của mọi thủ tục, sau tu là tên thủ tục hay còn gọi là đầu thủ tục. Phần 2, ribita FD100 RT120. Đây là các câu lệnh, các thao tác bên trong thủ tục hay còn gọi là thân thủ tục. Phần 3, N. N là từ kết thúc của mọi thủ tục hay gọi là kết thúc thủ tục. Vậy chúng ta có thể rút ra cấu trúc chung của một thủ tục bao gồm 3 phần. Bắt đầu là tu, tên thủ tục. Sau đó đến thân thủ tục bao gồm các dòng lệnh và cuối cùng kết thúc thủ tục bằng chữ N. Các em hãy ghi nhớ điều này nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi xét một ví dụ. Thủ tục vẽ hình vuông có chiều dài 100 bước. Các em quan sát trên màn hình. Cô có tu hình vuông, ribbit 4, mở ngoặc vuông, FD100. RT90 đóng ngoặc vuông. N. Khi viết các thủ tục, các em cần lưu ý. Thứ nhất, chúng ta dùng chữ Việt không dấu để đặt tên cho thủ tục. Bước thứ hai, trong tên thủ tục không được có dấu cách, phải có ít nhất một chữ cái. Và các em quan sát ví dụ sau đây. Đây là tên đúng. Tam giác 1, T1 và 1 tam giác. Và các em xem ví dụ các tên gõ sai. Tam giác 1. Chữ đầu tiên là tam giác chúng ta nhìn thấy.
Viết sai là do có dấu. Còn ở chữ tam giác 1, chúng ta nhìn ở tam giác 1 là do có dấu cách. Vừa rồi cô và các em cùng đi tìm hiểu cấu trúc chung của một thủ tục. Vậy làm thế nào để viết được thủ tục trong Novo? Thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau sang phần 3. Ba nhỏ, cách viết một thủ tục trong Novo. Trong Novo, để viết thủ tục tam giác 1, ta làm theo các bước sau. Bước 1, chúng ta nháy chuột trong ngăn gõ lệnh. Các em quan sát trên màn hình. Bước 2, gõ lệnh Exit tam giác 1, rồi nhấn phím Enter. Cửa sổ Editor xuất hiện. Bước 3, chúng ta sẽ gõ lệnh vẽ hình tam giác nằm ở giữa To và End bằng cách đưa con trỏ chuột vào cuối phần tên thủ tục tam giác 1 và nhấn phím Enter để chèn vào một dòng trống. Bước thứ 4, chúng ta gõ tiếp các dòng lệnh trong thân thủ tục. Và bước thứ 5, đóng cửa sổ biên soạn Editor và ghi tên thủ tục vào bộ nhớ bằng cách chọn File, chọn Set and Sheet. Cô và các em đã hoàn thành bài học ngày hôm nay. Vậy, bài học hôm nay cần ghi nhớ những gì? Thứ nhất, để mở cửa sổ soạn thảo thủ tục, ta dùng câu lệnh Exit, dấu cách, mở ngoặc kép, tên thủ tục. Thứ hai, một thủ tục gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là To, là đầu thủ tục. Sau đó, các câu lệnh trong thân thủ tục và kết thúc bằng từ End. Thứ ba, thực hiện một thủ tục bằng cách gõ tên thủ tục trong ngăn gõ lệnh. Thứ tư, tên thủ tục. Tên thủ tục là do em tự đặt, viết liền không có dấu và có ít nhất một chữ cái. Em nên đặt tên thủ tục sao cho gợi mở và dễ nhớ. Bài học ngày hôm nay đã kết thúc. Cô xin chào và hẹn lại các em vào buổi học ngày hôm sau.